Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh mangthaibaby.com. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Bảng cân nặng của thai nhi theo từng tuần tuổi. Là một cá thể riêng biệt, mỗi một thai nhi sẽ có một tốc độ phát triển riêng của mình. Tuy nhiên, vẫn có những chuẩn mực nhất định được đưa ra để xác định sức khỏe và sự phát triển của con như thế nào. Đó chính là chuẩn cân nặng của thai nhi theo từng tuần tuổi. Để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé trong các buổi khám thai, bác sĩ sẽ kiểm tra những chỉ số thai nhi theo tuần cần thiết, trong đó có chiều cao và cân nặng của thai nhi. Nhờ những số liệu này, bác sĩ sẽ cho mẹ biết về tình hình phát triển của thai nhi cũng như những lưu ý về dinh dưỡng, chế độ tập luyện cần thiết để bé cưng phát triển một cách tốt nhất. Nếu mẹ thực sự biết thai nhi 22 tuần tuổi nặng bao nhiêu, có cách biệt gì với tuần thai thứ 16, 12 hay khi thai nhi được 23 đến 28 và các tuần thai cuối sẽ có chuẩn cân nặng ra sao, có thể tham khảo chi tiết qua từng tuần phát triển của bé. Bảng cân nặng thai nhi theo tuần cập nhật 2019 theo WHO. Bảng cân nặng thai nhi sẽ được đo theo từng giai đoạn với cách đo khác nhau như sau. Trước 20 tuần tuổi, thai nhi thường cuộn tròn trong bụng mẹ nên chiều dài của bé sẽ được đo từ đầu đến mông, hay còn gọi là chiều dài đầu mông. Đến tuần thứ 20, chiều dài mà thai nhi sẽ đo được từ đầu đến gót chân, lúc này kích thước cũng như cân nặng của thai nhi sẽ tăng dần đều. Đến tuần thai thứ 30, cân nặng của bé sẽ tăng tốc tối đa để chuẩn bị cho chào đời. Tuy nhiên, đây chỉ là các chỉ số để mẹ tham khảo theo WHO năm 2019, không phải là bảng cân nặng chuẩn của thai nhi để mẹ cứng nhắc phải đạt bằng được. Bởi ngay cả những tháng đầu thai kỳ khi bé mới chỉ là một bào thai bé xíu, chiều cao và cân nặng thai nhi đã có sự khác nhau rồi. Khi thai nhi càng ngày càng lớn lên, các vùng da của mẹ như đùi, ngực, bụng sẽ chịu áp lực căng giãn, da thiếu độ đàn hồi, các elastin và collagen bị đứt gãy gây rạn da. Để hạn chế tình trạng này, mẹ nên tăng cường tính chất dưỡng da dành cho mẹ bầu. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng chuẩn của thai nhi. Thứ nhất là yếu tố di truyền, chủng tộc là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng của thai nhi. Thứ hai, sức khỏe của bà bầu đi bị tiểu đường, béo phì thường có khả năng sinh con lớn và nặng cân hơn. Thứ ba là vóc dáng của mẹ. Thứ tư là mức tăng cân của mẹ, nếu mẹ tăng cân quá ít hoặc không tăng cân, thai nhi có thể thiếu cân, suy dinh dưỡng. Ngược lại, nếu tăng cân quá nhiều, mẹ có nguy cơ sinh mổ do thai quá to. Thứ năm là thứ tự sinh. Con thứ thường có xu hướng lớn hơn con đầu, tuy nhiên nếu khoảng cách giữa hai lần sinh sát nhau, bé thứ hai cũng có thể bị nhẹ cân hơn. Thứ năm, số lượng thai trong bụng mẹ, nếu mẹ mang đa thai, song thai, cân nặng của từng bé cũng có thể thấp hơn bình thường. Ở những tháng cuối của thai kỳ, cân nặng của thai nhi có xu hướng tăng nhanh và đạt số cân nặng chuẩn, mẹ cần sẽ cảm thấy nặng nề, mệt mỏi hơn, chân bị dễ bị phù nề. Mẹ có thể giảm tình trạng trên bằng cách ngâm chân với muối, ngâm chân thảo dược. Phát triển của thai nhi so với tuổi thai. Thai nhi có chiều dài đo được dài hơn so với mức bình thường khoảng 3 cm, đồng nghĩa với việc bé cưng đang phát triển kích thước lớn hơn so với tuổi thai. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm và kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân. Thai quá lớn có thể gây khó khăn cho mẹ trong quá trình truyền dạ và sinh con. Bản thân bé cũng có nguy cơ mắc một số các vấn đề về sức khỏe như tiểu đường, béo phì, bệnh về đường tiêu hóa, nguy cơ mắc bệnh ung thư. Mẹ sẽ khó ngủ hơn ở những tháng cuối thai kỳ vì thai nhi đã lớn và sắp chuyển dạ. Để giấc ngủ ngon hơn, mẹ cần nằm trong tư thế thoải mái. Mẹ nên chọn mua những chiếc gối mềm hình chữ U để kê chân khi ngủ. Thai nhi phát triển kém hơn so với tuổi thai. Nếu thai nhi có chiều dài ngắn hơn so với chiều dài trung bình 3 cm, bác sĩ cũng sẽ thực hiện một vài các xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. Chức năng nhau thai có tốt, vận chuyển đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi, dây rốn có vấn đề hay không, chế độ dinh dưỡng của mẹ có đảm bảo, các vấn đề ảnh hưởng đến tinh thần của mẹ. Xác định được nguyên nhân, bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ cách điều trị phù hợp, chẳng hạn thay đổi chế độ dinh dưỡng hay cách thư giãn nghỉ ngơi hợp lý. Ngoài nguy cơ suy dinh dưỡng,
yếu ớt khi lớn lên, trọng lượng thai nhi quá nhỏ còn dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh viêm phổi, sức đề kháng kém, làm ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh. Trong thời kỳ mẹ không nên để bị ốm vì khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cân nặng của thai nhi. Mẹ có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh bằng cách cân bằng độ ẩm trong nhà và với máy tạo độ ẩm. Cân nặng của mẹ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của thai nhi? Trong thời gian mang thai, dinh dưỡng cho bà bầu rất quan trọng. Nếu mẹ bầu tăng cân quá ít, thai nhi có thể không nhận đủ chất dinh dưỡng để phát triển, bé có nguy cơ sinh non khá cao. Ngược lại, những mẹ tăng cân quá nhiều trong thai kỳ có nguy cơ bị tiểu đường cao, khả năng sinh mổ cũng cao hơn bình thường do thai quá to. Tốt nhất mẹ nên dao động cân nặng từ 10 đến 12 kg trong suốt quá trình mang thai. Đối với những người mang thai đôi nên tăng từ 16 đến 20 kg. Những mẹ có mức cân bình thường nên tăng từ 1,5 đến 2 kg trong 3 tháng đầu kỳ. Nếu bị thiếu cân, mẹ phải tăng thêm khoảng 2,5 kg, trong khi đó những mẹ thừa cân chỉ tăng khoảng 1 kg. Từ tuần thai thứ 14 đến tuần thai thứ 28 của thai kỳ, mẹ bầu có thể tăng khoảng nửa kg mỗi tuần, nhưng với những mẹ thừa cân chỉ nên giới hạn khoảng 200 đến 300 gram trên một tuần. Bí mật dành cho mẹ. Theo nghiên cứu, cân nặng chuẩn của thai nhi và lượng sữa tiêu thụ mỗi ngày có liên hệ mật thiết với nhau. Theo đó, mỗi cốc sữa mẹ nạp vào cơ thể có thể giúp bé tăng từ 41 gram trọng lượng. Vì vậy, nếu đang có vấn đề với cân nặng của bé cưng, bà bầu nên tích cực mâm mâm nhiều sữa để thay đổi bằng cân nặng của thai nhi. Đối với những mẹ bầu đang lo lắng khi trọng lượng của thai nhi tăng ngày càng nhiều, hãy thường xuyên tập thể dục. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sản Phụ Khoa Mỹ cho thấy vận động thường xuyên khoảng 30 phút trên một ngày bắt đầu từ tuần thai thứ 29 sẽ giúp cân nặng của mẹ và bé luôn đạt chuẩn và không bị tăng một cách quá đà. Để mẹ tăng cân đều đặn và hợp lý trong suốt thai kỳ, mẹ không những cần ăn uống khoa học theo chế độ của mẹ bầu mà cần nghỉ ngơi, thư giãn, tránh căng thẳng. Mẹ có thể giải tỏa stress bằng các liệu pháp sử dụng tinh dầu hoàn toàn tự nhiên dùng được cho cả mẹ bầu. Bảng cân nặng chuẩn của thai nhi theo từng tuần tuổi mang tính chất tham khảo. Để dựa vào đó, mẹ có thể biết được bé yêu đang phát triển như thế nào. Mọi sự điều chỉnh khi thấy thai nhi lớn quá hoặc nhỏ quá so với bảng cân nặng trên cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn hãy kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh ở ngay dưới video để ủng hộ kênh mangthaibaby.com ra thật nhiều video mới nhất gửi tặng quý vị. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp.